thường thế gian, chúng ta mới gan dạ thấy lẽ thật ấy, dùng trí tuệ mà tìm ra lẽ thật, không nên tin tưởng một cách mù quáng, vì đạo Phật là đạo giác ngộ. Chỗ này tôi hơi đi xa một chút, bởi vì nói về cái các pháp duyên hợp không thật là sự vật ở trong thế gian. Nhưng mà giờ thời gian thì có thật không? Người ta có quay trở tự, người ta phân định để chia ra thành thời gian. Như vậy cái thời gian không tự có, mà căn cứ vào quả thức quay mà đặt thời gian. Như vậy cái thời gian nó tùy thuộc theo cái sự quay của trái đất, sự xê dịch của trái đất mà có chia thời tiết, xuân hạ thu đông vân. Như vậy thì tất cả cái gốc của sự quay đó là trái đất. Mà trái đất thì nó có nghĩ nó xê về bên nay là ngày tốt, xê về bên kia là tháng xấu không? Nó không có nói tốt xấu là nó quay lại đi quay. Giờ mình phân định ra, rồi phân định ra đó là cái quan niệm của con người tự sắp đặt. Vậy mà sau đó cái chúng ta thêm cái gì nữa? Thêm ngày giờ, định ngày tốt, ngày xấu, 13, 14 gì đó, hay là 14, 23 gì đó là ngày xấu, còn ngày khác là ngày tốt. Thậm chí cho tới ngày nay ở trong chùa, khi muốn sửa chùa, cách chùa đều phải sao? Cũng phải coi ngày tốt. Nếu mình tin nhân quả, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu, cách chùa là nhân tốt thì nhân xấu. Nhân tốt thì quả tốt chứ có gì đâu phải coi ngày. Cách chùa là làm cái việc tốt, việc tốt thì có quả tốt, lửa là ái nha, lửa thì tốt chứ. Mà nếu ở chùa còn nửa ngày cũng nửa thế gian, phải không? Như vậy thì chúng ta lựa ngày tốt mới cách, mới làm, thì chúng ta chưa tin nhân quả, chưa tin nhân quả cách tuyệt đối. Còn nếu tin nhân quả tuyệt đối thì ngày nào cũng tốt hơn. Làm việc làm thì ngày nào cũng làm việc xấu thì ngày nào cũng xấu. Như vậy thì quý vị tin nhân quả tuyệt đối chưa? Mà chưa tin nhân quả tuyệt đối chứ mình chưa tin Phật, phải không? Phật lấy nhân quả là căn bản để giải mình tu. Mà bây giờ nhân quả mình không tin thì còn tin cái gì? Cho nên chỗ này nói thì cũng hơi kích lòng, mà không nói thì cũng tội nghiệp. Mình tu là mẫu, là gương cho người ở ngoài. Nhà mình làm việc đó thì người ở ngoài họ phải làm theo. Thầy mình còn làm dễ đúng rồi mình. Thầy có phước đến chiều còn nữa thì tốt. Mình không có phước đến không nữa thì được. Phải không? Cho nên cái đó là cái phải gan dạ chút. Nhất là mấy chú, mấy cô sau này phải tin nhân quả tuyệt đối giùm tôi cái. Phải không? Vì lúc nào có phương tiện cách thì cứ báo tin cực tế đa ngày đó cách. Chứ là phải là thầy giữ lịch ngày đó tốt rồi. Ngày đó là để xuyên chùa lại, vân vân. Mình phải làm gương mẫu. Bởi vậy quý vị thấy tôi cách chùa sao? Tôi có văn lịch không? Ngày nào tôi thấy đủ điều kiện thì tôi cho cách rồi. Không có ngày nào, tháng nào, năm nào hết. Nhiều khi năm này có phương tiện, có người ta cúng tiền, có đất, đã cho đất. Mà qua tuổi đủ xấu cái cũng được. Rồi để lỡ sắp tới người ta rút lui không cho nữa, lấy đồng cách, lấy đồng. Lúc nào có thì cứ cách ngay, phải có ngày tháng năm gì đó. Thì như vậy đó, thì mọi việc nó được tốt, trôi chảy. Bởi vì tôi thì có cái điều đó, mà nói điều chứ phải, không phải liều mà liều lĩnh bằng cách ngu si. Liều đây là tôi can đảm lấy nhân quả làm cái gốc. Chứ tôi không chịu vì cái lời nói thường của cái người chưa hiểu đạo mà làm cho tôi sợ sợ. Năm nào có tiền ở các chùa, giờ nó
Bởi vậy tôi nói các chùa cái kiểu tôi đây thì chùa nào cũng bị nhầm năm sát chủ hết. Sao vậy? Bởi vì nó được năm sáu chục năm mới hư, mà tôi cao lắm mười mấy năm lên mất rồi, thì trong khi nó còn tôi chết nó sát chủ cái gì? Thấy không? Thì như vậy thì có cái gì nữa chứ không có sớm chạy thì cũng là gặp cái sát chủ mà có thích trời bằng lắm rồi đó thì được phải. Vì nó mà hư, trong cái chùa mình năm bảy chục năm mới hư thì mình đâu có tới đó, phải không? Bởi vậy từ nay là từ cái chùa mình nghe sát chủ chơi thì tôi phải chết trước nó. Đó là một cái lẽ thật, cho nên chúng ta phải có can đảm, đừng có cái nhút nhát rồi nó làm cho hỏng hết cái giáo lý chân thật của Phật. Đó là tôi nói về thời gian. Nói về không gian, như quả địa cầu chúng ta đang ở, có thật hay không? Chúng ta chỉ cần xác định lại phần cái gì có tướng là hư vọng, giả dối, do nhân duyên và họ thể tánh là không. Quả địa cầu này tuy tuổi thọ quá dài so với 80-90 năm tuổi thọ của chúng ta, nhưng có ngày cũng tan hoại. Khi đủ duyên thì họ lại thành quả địa cầu, qua đường bụng trong hư không. Khi hết duyên thì nó tan ra, lúc bây giờ chúng ta sẽ ở đâu? Biết như vậy rồi, chúng ta không còn tham lam giành giật với những với nhau từng mảnh đất để gây khổ cho nhau. Khi biết tâm không thật, thân không thật, thời gian không thật, không gian không thật, thì chúng ta tranh giành hơn thua nhau để làm gì? Biết như vậy rồi thì tu hành tâm dễ an. Khi tâm vừa duyên cảnh vật, dù xinh đẹp quý báu đến đâu, chúng ta đều biết đó là giả tướng duyên hợp, không thật thì tâm liền thôi nhất, buông xả. Như thế việc tu hành đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, nhận định đúng lẽ phải thì sẽ không bị trần cảnh lôi cuốn và sai sử. Đó, là để quý vị thấy, dù lớn và địa cầu cũng là duyên hợp, mà duyên hợp thì đều không thật, không có cái gì là thiệt hết. Mà đã không thiệt thì có gì đó là tốt chấp. Mà chúng ta bây giờ thôi thì sao? Thì nếu mà chùa này chùa kia kết gặp nhau thì lâu lâu bữa này thôi lấn phần kia trước, rồi bên kia sao? Nổi sân lên, cự la nữa cái điều kiện, phải không? Đó, mà như vậy thì chúng ta thấy thật không? Thật hết, 100%. Các bài Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta tụng hàng ngày có câu Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không gọi nhất thiết khổ ác, nghĩa là Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu trí tuệ Bát Nhã, ngài soi thấy thân năm uẩn này tự tánh là không thì qua hết khổ nạn. Nếu thấy năm uẩn là thật thì khi bị nhục mạ chúng ta sẽ đau khổ, nếu thấy thân năm uẩn là không thật thì còn gì khổ nạn. Như vậy tụng Bát Nhã để chiếu soi đúng lẽ thật, chúng ta sẽ vượt qua hết khổ nạn. Ứng dụng trí tuệ Bát Nhã vào việc tu hành mới độ được mình, độ được người và tất cả chúng sanh. Thế nên trí tuệ Bát Nhã rất là cần thiết để vào cửa thiền, vào nhà đạo. Nha, quý vị thấy, nghĩa là chúng ta hàng đêm đều tụng kinh Bát Nhã là vì Bát Nhã là trí tuệ, thấy đúng như thật. Mà thấy đúng như thật thì chúng ta không còn chấp ngã, không còn chấp pháp. Mà không có chấp ngã, không chấp pháp thì khổ nào mà không qua, đạo nào mà không đến. Cho nên cái đó là cái rất quan trọng. Nên tôi dạy thêm, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, vào nhà từ bi, mặc áo nhẫn nhục, ngồi tòa nhất thiết pháp không. Tòa nhất thiết pháp không là chỗ ngồi vững chắc nhất của Đức Phật. Trong khi kim ca Bát Nhã, khi Bồ Tát làm việc bố thí Ba La Mật, tức là bố thí cứu kính, thì phải tăng luân không tịch, nghĩa là ba phần rỗng lặng. Người bố thí, kẻ thọ thí và dịch thí, cả ba kẻ tránh đều là không. Người bố thí nhân vững là không, và bố thí do tứ đại duyên hợp tánh là không. Hàng xét nét nhận định như vậy là bố thí Ba La Mật. Vì thế, khi hành lục độ Ba La Mật, bố thí trì giới những nhược tinh tấn thiền định và trí tuệ đều phải có trí tuệ Bát Nhã mới đến cứu kính, sự tu hành mới tiến lên dễ dàng được. Đó là tôi chỉnh kinh để cho quý vị nhớ kinh Pháp Hoa, vào nhà từ bi nè, mặc áo
chấp nhận nhiều sự ngờ tài những thuyết pháp không? Đó là người vào được cái nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai. Như vậy thì tất cả pháp không là thấy bằng trí tuệ, tất cả pháp không có thực tánh. Như vậy thì Phật muốn ngồi được cái tòa của Phật, muốn mặc áo của Phật ở trong nhà Phật thì phải có trí tuệ, có nhẫn nhục, có từ bi. Ba cái đó là cái gốc. Còn đứng về mặt trí tuệ thì Đức Phật dạy bố thí thì phải tam luân không tịch, tức là mình không thật, người không thật và cái pháp do không thật. Ba cái đó thấy rõ không thật thì mới gọi là đến chỗ cứu kinh. Như vậy thì tất cả pháp tu của nhà Phật muốn đến chỗ chân thật, chỗ cứu kính thì đều phải đi bằng trí tuệ. Lý Bát Nhã là một thứ nước hiệu nghĩa vô cùng, mà cũng là mối quả to vô kể. Người hiểu Lý Bát Nhã không đến nơi thì rơi vào địa ngục nhanh như tên bắn. Chứ người tu hành giàu quá ăn thịt uống rượu rồi lấy lý không biện minh cho việc làm của mình, người ấy sẽ đọa vào địa ngục nhanh như tên bắn. Nếu hiểu lý không một cách thấu đáo để buông thả vọng tưởng, không chấp vào sự vật, phá được ngã và ngã sở, thì Lý Bát Nhã là một thần dược lợi ích không lường. Đó, quý vị thấy hại và lợi nó theo nhau. Nếu người hiểu tới nơi thì cái lợi lớn, còn cái người hiểu lơ mơ mà lợi dụng Bát Nhã để mà làm những việc trái đạo thì cái tội nó lớn hơn nhiều. Cũng một đề tài người biết không, người biết dùng nó là thuốc, người không biết dùng nó là bệnh. Ngày xưa Tổ Pháp Trưởng giảng dạy, Chư Tăng sau buổi giảng, Chư Tăng đi tản mát hết. Chỉ còn một ông già ngồi lại, Tổ hỏi, ông còn chuyện gì nghi ngờ mà không chịu đi? Ông già thưa Bạch Hòa Thượng, con không phải là người, con là kiếp Bồ Ly, là chồng. Thở xưa con làm vị tăng ở núi này, có Phật tử đến hỏi, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con đáp không rơi vào nhân quả. Do con trả lời không nên quả làm thân chồng 500 đời. Nay xin Hòa Thượng nói cho con một câu để chuyển kiếp chồng này. Tổ bảo, ông hỏi lại ta đi. Ông già hỏi, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ đáp, không làm nhân quả. Ngay câu nói này, ông già đại ngộ, chuyển được kiếp hồ ly. Qua câu chuyện này thì quý vị thấy sao? Thật là một câu chuyện lý thú. Nghĩa là sau một buổi giảng kinh cho tăng chúng nghe, thì mãn buổi giảng thì tất cả đều rút lui, thì chỉ còn ông già ngồi lại. Thì Tổ Pháp Trưởng thấy vậy hỏi, ông còn nghi ngờ gì mà ngồi đây? Thì ông nói là con gốc là hồ tinh mà giả hiện tới đây để nghe pháp. Rồi ông mới kể lai lịch của ông. Hồi xưa ông làm vị tăng, có người hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì ông đáp là không. Như cái câu nãy là liệu tiết kiệm trước cũng hay không đó, phải không? Thì đáp là không. Mà chính đáp không đó, cho nên ông đã làm kiếp chồn đến 500 đời. 500 đời làm chồn. Quý vị thấy ngán chưa? Vậy đó. Nhưng mà giờ Tổ Pháp Trưởng hỏi thì yêu cầu Tổ Pháp Trưởng dạy trong câu lệnh thoát kiếp chồn. Tổ bảo bây giờ ông hỏi là ta đi. Thì ông hỏi lại, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Ngài đáp, không làm nhân quả. Bốn chữ là không làm nhân quả. Thì nghe đó cảm phát kiếp chồn sao mà hay quá vậy, như là một lá bùa công thành chú vậy. Như vậy thì không làm nhân quả là sao mà được phát khỏi kiếp chồn? Chỗ này tôi nói cho quý vị thấy cái hệ trọng của nó là nói rằng người đại tu hành không rơi vào nhân quả thì đó là phủ nhận lý nhân quả, phải không? Lý nhân quả là cái lẽ thật Đức Phật dạy cho mọi người
án để mà bị cái quả khổ. Thấy rõ nhân quả thì cũng như Phật, Ngài thấy rõ nhân quả dạy mình. Bây giờ mình tu theo Phật mà mình không, mình lại nói không có nhân quả thì đó là mình đã phủ nhận hết cả cái giáo lý Phật. Cho nên nói với Ngài không làm nhân quả, tức là người đã tu hành là thấy rõ nhân quả, mà thấy rõ cho nên không đọa kiếp chỗ, hay là giải được cái kiếp chỗ. Tôi báo tin trước để quý vị chuẩn bị sách sau khi học hết cái cuốn này, tức là phải ba buổi nữa. Như vậy thì mùa an cư là học cái cuốn Luận Tối Thượng Thừa của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì vậy nên ai có thì chuẩn bị thì đó học, còn không có thì tính sau. Cái gì tất cả là bước. Nguyện